Hello chào cả nhà nha. Thì hôm nay là ngày thứ 70, Hai Lúa tiếp tục hành trình đi bộ siêu việt từ Nam ra Bắc, Phúc Linh và Lâm Gia Trai của mình. Giờ chuẩn bị cái xe ra để đi cả nhà. Bên ngoài giờ đồng trống nha. Không biết có nhà cửa gì không nữa. Để hàng lại cái xe cả nhà. Giờ kéo cây quay cái bánh xe ngược lại là cái nó sẽ xuống liền. Giờ lúa gác máy thì kéo qua lộ cả nhà. Giờ kéo phải cái tay phải bợ lên tiếp chứ đến nếu mà để nó giặt quá là nó sẽ bị sứt luôn, gãy luôn. Thôi giờ xe nghiêng chuyền nha cả nhà. Giờ phải kéo ngược vậy nè chứ không đẩy tới được. Bây giờ kéo xe kéo lui rồi cả nhà. Kéo nhẹ nhẹ chứ không dám kéo mạnh, sợ nó giặt quá cái nó sứt ở trên nữa. Mụn bự chát của mấy đường. Xe đã hư nặng rồi còn lụm dây chai nữa chứ. Kể tới đâu hay tới đó, chơi tới bến luôn. Khó là cứ lụm luôn. Lúa mới ghé vô đây có một anh thợ hàng đang mở ra câu để sửa cái loại xe cả nhà.
đến ở đây đấy. Cái kìm cũng được, cứng lắm. Không có sắt thay thế cả nhà, cho nên anh chấm hàng lại, anh sẽ chấm thiệt kỹ lại cho anh uống. Rồi chấm kỹ lại rồi nó làm sao là sức trên này hở nè, xé luôn. Khách gần đóng luôn.
lành cả nhà. Rồi thôi anh, em đi anh trai. Cảm ơn anh rất nhiều đã hàng giúp giùm em chiếc xe. Dạ cảm ơn rất nhiều. Dạ quá quý luôn. Giờ lúa đẩy ra tiếp tục đi cả nhà. Đường Thuận Thiên, Lý Thánh Tông. Dạ, thấy được hai chai luôn. Đây là cửa hàng của anh. Thì được ông anh hàng giúp luôn cả nhà, không có tính tiền, toàn miễn phí chai lúa luôn, quá quý cả nhà. Tính là thay cái khúc sắt quê mà anh không có sắt quê nên anh hàng kẹp cái miếng la vô, thêm vô cho nó chắc. Trời muốn mưa cả nhà, u ám quá. Sáng giờ quần quần cái kéo đi cái kiếm được chỗ hàng chứ hàng xong trời nó nguội rồi sơn lại cái nữa. Giờ 9 giờ mấy rồi cả nhà, 9 giờ 24 phút rồi mới xuất phát đi. Hồi sáng kéo tới ảnh là 7 giờ mấy rồi, gần 8 giờ rồi. Kéo cờ lết. Anh kẹp miếng la bự dài vô đó chắc có thể chắc rồi đó cả nhà. Bữa nay không nắng nổi rồi. Cô cũng đi lượm dây chai nữa cả nhà, đi bằng xe đạp. Cái khúc này cô nhường mình lượm đây, nhường cho hai lúa lần. Chuẩn bị vô trung tâm cả nhà. Đông Hà 56 cây, Phú Bài 40 cây được trái. Đi thẳng luôn cả nhà.
này có dừa dây chai nè, mà giờ đâu có dây chai đâu bán. Phía trước có cái dòng xây cả nha, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Bên bị hư lớp xe à, chạy vú bạch đó. Nó chạy gán hồi dễ bị nổ lớp lắm, bị chóc cái vỏ à. Xây làm rất là rộng lớn, rất là đẹp. Ê, chào anh chị. Rồi anh phải đi được không? Rồi, dạ em cảm ơn anh chị rất nhiều. Đi mạnh khỏe đó. Dạ cảm ơn anh chị. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Đi bộ ra đi xe bộ nha. Đi bộ về luôn. Dạ. Anh chị cho bánh với hai chai nước suối cho nha. Bánh mì. Lúa đang cầm máy quay đi, thấy anh chị ngoắc kêu hới bình lộn. Chắc hồi nãy hai lúa đang đi, chắc anh chị thấy cái gì á. Rồi chắc máy quẹo đi mua nước cho hai lúa. Thấy đâu bên dòng xe bên kia chạy qua. Biết cái dòng xây là nó đẹp, nó lớn. Trời tối hù quay thấy không đẹp đó nha. Nguyên cả bầu trời, mây không, đang thui. Vô trung tâm thành phố cả nha. Đường quá trời đẹp luôn. Ở đây là đường Cách Mạng tháng 8, Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Đường xanh sạch đẹp. Dạ em đẩy đi vậy thôi, đi bộ. Được không anh, mời ăn ổ bánh mì. Ăn rồi anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Đi quán bánh mì. Thị xã Hương Trà. Dạ. Tỉnh Thừa Thiên Huế. Dạ. Từ đây ra tới Quảng Trị là khoảng 40 cây nữa. Dạ. Ở đến Quảng Trị. Dạ xin phép hai anh chứ dạ, nhưng mà dạ, em đi luôn mấy chị ơi. Dạ cảm ơn chị. Đồng quay lên.
đường Ngọc Hân Công Chúa, Cách Mạng Tháng 8, chuẩn bị hết trung tâm cả nhà. Chỗ này nó hơi rộng rộng tí rồi đúng không? Tấp ở đây để tháo cái hút đinh ra cả nhà. Hồi nãy giờ trong kia không có tháo được, chắc dính khá nhiều rồi đấy. Trời ơi quá trời luôn, sắt kẽm quá trời luôn. Tôi nó mấy cái đường nó nhô nhô lên làm cọ muốn đứt con dây nữa. Sáng giờ mới gỡ được một lần, nãy lượm được cái này nữa nè. Cái này là cái chụp vô cái con ốc đầu xe tải nè, bành kỳ. Xong cả nhà ơi, buộc lại tiếp tục đi thôi. Bữa nay mát trời cả nhà, miếng năng lượng bữa nay chắc không được nạp điện, không được bao nhiêu điện rồi. Sáng quên sạc điện đó cả nhà, ghé vô ông anh hàng mà quên cái vụ sạc điện, lo bánh xe không. Giờ đẩy đi, giờ trời mát. Ở đây có cái trường hợp cả nhà, Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, trường trung học cơ sở Hà Thế Hạnh. Cả cổng trường đẹp quá ha, đường lộ thẳng băng cả nhà, thẳng như cái cơ luôn. Chỗ này chắc ngay cái bãi xe khách lên xuống cả nhà, vậy trai nhóc chưa. Máy lùm cả nhà, đạp máy chạy xuống luôn. Đoạn này nãy giờ lùm có dây chai cả nhà, lùm nó hơi xuống dốc một xíu. Hơi bị lâu. Mấy cái này là nắng khô đi được nè, nó mà ướt ướt là đi không được á. Cái lá cờ của hai lúa với lá cờ treo trên đường bằng nhau cả nhà, cỡ đó.
mua lá cờ nhỏ nhỏ vậy đó mà không có. Kiếm chỗ nhét cái bao dĩa chai vô trong bao. Như chuẩn bị vô trung tâm nữa rồi. Ngồi chỗ này xuống không được rồi. Nó chạy quá. Xuống tuột dọn chứ rồi khỏi lên luôn. Ở trong đây trống trống rồi cả nhà, kéo vô đây để bỏ mấy cái dây chai vô bao chứ coi hút lên rồi nó có nhiều chưa. Ít cái nhà rồi sồn mấy chai vô bao rồi tiếp tục đi thôi. Chắc được ký gửi về chai. Trung tâm nhà hàng thì cưới thật biết lớn. Con dựa dây chai cả nhà, nhưng mà đóng cửa chắc đi mua rồi, không có nhà. Đây là cầu An Lỗ cả nhà. Tôi đang kiếm chỗ để nghỉ trưa mà chưa có. Bữa nay đi quá trời mát mẻ luôn cả nhà. Đổ mấy mồ hôi vừa có gió mà trời thì mát, chỉ ngặt nỗi là pin nó không có xài, không có đủ điện để xài thôi, hơi yếu một xíu. Mấy ngày qua trời nắng gắt đó, pin nó sạc đầy nó nhiều, sạc cục sạc dự phòng nó còn dư được một tí. Bữa nay nắng yếu yếu chắc cũng có thể đủ xài trong ngày nay. Ngày mai nắng thì để sạc cho tiếp, để đủ điện thôi. Nếu mai mà tình hình kiểu này nữa thì thiếu điện à. Nước sông xanh chanh à. Chắc này nước biển quá. Nước xanh chành chắc nước biển cả nhà. Tối quá cái kéo lên sáng trắng luôn.
635 cây. Đây là chợ An Lỗ cả nhà. Ngã ba chợ An Lỗ. Ngã tư. Đây là ngã tư chứ phải ngã ba. Là bốn ngã bên kia ngã. Đường này đang làm cả nhà, đang sửa chữa này. Như là đang nâng cấp cái lộ bự thêm tí nữa nè. Ở đây là Phong Điền Thừa Thiên Huế. Có hai cái trường học luôn cả nhà. Bên đây là trường tiểu học Điền An. Còn bên đây là trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu. Hai trường học rất là lớn. Ra ra cái đoạn này trống lỏng rồi cả nhà. Ở trong kia thì chợ bà con buôn bán nhóc cho không cho nghỉ. Cái đây cái lọt cái đây cái chống lỏng luôn. Này xây vỉa hè nè. Này có bà con cất nhà ở nè cả nhà. Nãy giờ lúa đi đường này. Nguyên đoạn đường trống lỏng luôn, không có cái nhà luôn. Bờ thì cao vậy nè. Ở đây kiếm chỗ để nghỉ cả nhà. Trưa gần 12 giờ rồi. Thì nãy giờ mới kẹt cái đoạn đường trống đó. Đi không có cái nhà, không có chỗ để nghỉ ngơi. Cầu Thượng An Trong. Thượng An Trong chắc có cầu Thượng An Ngoài. Tưới nước cái cây này. Mấy bữa nay quên tưới. Thôi đem ra cho ông bạn ở Hà Nội ngoài. Có cái cây này cũng lợi hại lắm chứ. Vừa làm chim bánh xe, vừa khiều dây chai được, vừa hù mấy con cún được luôn.
chỗ này. Ở đây có cua rất là đẹp đó nha, uống lượng nhìn rất đã luôn. Bên đây là Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cả nhà. Cầu Thượng Ngãn Ngoài, quốc lộ 1A, đằng lái đằng kia Thượng Ngãn Trong, ở đây Thượng Ngoài. Nguyên một đàn vịt. Hết gió rồi. Quá trời nó dính rồi cả nhà ơi. Dính nùi nùi như này nè. À, đinh nè. Hết biết luôn rồi. Quá trời dính rồi. Nãy giờ lúa đẩy gán gán để kiếm chỗ nghỉ. Nghĩ là tháo đuôi ra hút đinh ra luôn mà kiếm hoài không có. 12 giờ rồi. Chưa chỗ để nghỉ. Gán biết đi hoài. Giờ không chỗ nghỉ thì mình phải đi thôi chứ sao giờ. Đây nghỉ được cả nhà. Rồi tấp đây đi. Như đây là một cái đường vô ga cả nhà. Tấp sát vô lề đi để tháo hút đinh ra. Rồi xong. Dính nhiều lắm à. Nãy giờ dây chai cũng lụm được cũng khá khá cả nhà. Để chút sồn nó vô bao luôn. Gỡ hút đinh ra sồn nó vô luôn. Ý da. Hết biết chưa.
dính cái nè. Đinh dít quá trời luôn nè. Kẽm. Đây nè, đinh nè. Ngồi ăn cơm nghỉ trưa, ăn cơm tí chắc đi luôn cả nhà, thấy mất mát trời đi luôn. Chỗ này có thấy dân võng nằm nghỉ cũng được nè. Giờ cũng 12 giờ mấy rồi. Ăn cơm xong cái vòng vòng cái có 1 giờ rồi xuất phát luôn. Bữa nay nhiều rồi cả nhà, này cũng cỡ hơn 2 kg rồi đó, có thể gần 3 kg nữa. Để đi ăn dê trời. Trộn vô bao luôn. Mời cả nhà dùng cơm nha, lúa nha, ăn cơm với cá mồi có đói còn. Cá mồi ăn 2 lần. Xịt miếng nước tương vô ăn cả nhà. Cá mồi thì nó lạc. Nên xịt miếng nước tương vô cho nó mặn mặn ăn. Mời cả nhà dùng cơm nha. Mới đưa vô miếng cây nút cũng không vô à. Cái gạo nữa khô. Khô queo à. Xuất phát cả nhà. Nguyên ngày nay là ông không nắng rồi. Phía trước có con dốc. Lên được dốc cả nhà. Dốc vậy chưa cũng không được cao, đẩy cũng khỏe, cũng khỏe cả nhà. Kiếm nghỉ trưa thì không ra, giờ chỗ nghỉ trưa nhóc chưa. Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền.
chiều này toàn là đẩy dốc lên dốc xuống không cả nhà. Dốc lượng lên lượng xuống. Buổi chiều này đẩy mệt hơn buổi sáng nhiều. Đồng hới 140 cây. Thanh Hóa còn 447 cây nữa cả nhà. Lên đây cái gió mát rồi nè. Thôi cái này là cầu vượt đường sắt. Ủa, hình như tàu sắt đang chạy dưới gần rồi. Vừa nói rồi có chạy luôn. Lũ mới đẩy lên 3 con dốc. 1 con, 2 con, chút chiếc kiên con nữa 3 con. Ở dưới kia nó hầm, lên đây nó gió mát cả nhà. Gió hơi hơi à, không được mạnh. Bên đó bắt đầu có núi rồi kìa. Vậy mà cũng không gió luôn cả nhà. Quá trời hầm rồi. Vinh 338 cây. Chuẩn bị đẩy lên cái dốc nữa cả nhà. Mới vừa thả dốc lên thêm dốc nữa rồi. Ở bên đó có nước suối quá trời mát luôn. Nhìn đảo quá, không tắm. Muốn gần đầy thùng rồi, lụm xíu nữa hả vô bao luôn. Giờ hai lúa tấp vô đây cả nhà. Để sồn mấy cái dây chai vô bao với gỡ cái đồ hút đinh luôn. Cũng dính khá là nhiều rồi. Đây dính nhóc trơn cả nhà. Đây nãy giờ chưa thấy tiệm dây chai nào hết. Sồn bả dây chai vô bao trước ở đây cả nhà. Rồi tới cái đầu hút đinh. Hồi lúa sao còn có một cái bao một à. Nhớ hổm hai cái, hôm nay còn có một cái. Rớt tôi mất một cái rồi. Nên là hổm bán rồi quên đổ ra không biết. Thì còn có một cái bao một. Hồi lúa mới vừa tháo hút đinh xong. Chưa vô bao dây chai. À, bao dây chai cuộc trước nè theo ý kiến của mấy anh em
bình luận với cô bác bình luận là kêu hai lúa cuộc bao lần trước vậy nè, nó không che cái tầm mắt. Rồi, cuộc chị đi cả nhà, hết bao rồi, sao còn có cái bao một duy nhất à? Hổm hai lúa hai cái rồi sao không biết, hổm bán gì trai không biết bán cho cô nào đó, hổm quên lại cái rồi. Vậy thì mình đi với đồng bằng được, chứ mà nếu mà đi lên đèo cuộc chạy cũng hơi bị khó, gió nó nạp chịu không nổi đâu, nó bị cản gió lại á, nếu mà lên đèo bị gió mạnh rồi. Ở phía trước là đường thẳng rồi cả nhà, hết dốc hết vừa. Lục miếng này nữa làm cái miếng đồ hải đinh cả nhà, dơ rồi nữa đem giặt. Nãy giờ lúa lụm dây chai cũng khá khá nè cả nhà, nó hơi cực do là cái mé nó lại quá, lúa sắp cái miếng này đem cắt. Mấy cái miếng đó đâu mà nó bay rớt xuống đây, đâu ai treo được gì đâu, chắc treo đâu mà lộ cái gì, hay là treo thuốc đồng kia nó bay lại đây gì, tới đâu đồng đó, đó xe chạy rớt xuống, xe chạy tạt tạt cái bay tới này luôn. Máy này trời nắng xuống được nè cả nhà, trời mà mưa là mấy cái này đóng gông trơn lắm. Này có làm hai cây cột nhìn đẹp quá cả nhà, làm bông sen trên nữa, cắm hai lá cờ. Thu mua phế liệu nè, mới có chủ nhà không biết. Để gắt máy vô hỏi cái cả nhà.
cân nè, này lon nè, 1 ký, này sắt 3,4 ký, sắt hết đinh dưới đường á. À là nghiến muối chỗ nào? Không mua cái đó hả? Dạ. Không mua thôi, không mua cái đó là để lại. Dạ. 6 ký. Rồi đây đến chút đâu. Sắt dụng không mua. Ở đây không mua sắt. Thôi cái bao đó nó bự lắm, khó treo không được. Rồi 51 ngàn. Quên hạ cái lỗ đinh xuống. Ở đây sắt dụng không mua, không mua cả nhà. Chỉ bán đinh với lon không à. Rồi cái vít, thằng ơi cái vít nó bự, nó dài, mới chát luôn. Tan cây nữa. Ồ, dính nhóc trơn nè cả nhà. Để anh chập đi, xíu nữa đi rồi gỡ luôn. Hồi nãy nghe nói 9 ngàn. Coi lại sắt dụng không mua. Phải được, nếu bán luôn 9 ngàn là này hồi nãy 4 ký mấy hay 3 ký mấy quên ta. Như 3 ký mấy á. 3 ký 4 hay gì. Cũng được ba mấy ngàn nữa rồi. Quên lấy cái bao chưa, cái bao nhỏ. Dạ, cái bao nhỏ đâu ta. Ừ, treo ở đây rồi. Chai ở đây 4 ngàn ký. Hồi nãy lon thì 30 ngàn. Tắp đây, tháo đồ hút đinh cả nhà. Tháo đồ hút đinh xong để dài kiếm chỗ cây xăng hay là suối gì đó tắm rửa. Tắm rửa giặt đồ xong cái quay lại cái đi kiếm chỗ nghỉ là vừa đó cả nhà. Giờ 4 giờ mấy rồi. Thank you.
dịch này bánh xe nào cũng tiêu hết. Xe tải lớn cũng đi dưới hai cái dịch này nữa. Hồi khúc này đinh quá trời luôn cả nhà. Cái đinh chụp bánh kia luôn rồi. Luôn rồi thì rồi tắm rửa giặt giũ giặt đồ cái 5:30 chưa kiếm chỗ được nữa. Giờ cục lại tiếp tục đi thôi cả nhà. Đường này xe tạ nó chạy tè lắm cả nhà, du du có thùng cũng đúng gì trời, cái ba lửa dầu nhớt gì cả nhà, ui nhớt. Thùng đựng nhớt á, chế miếng xăng vô, hầu đựng mùa xăng. Này dụng cụ học tập. Trời ơi, bi. Quá trời bi luôn. Cái này lụm là đâu có làm gì, bỏ sau gác đi. Đang cu ly không à. Kéo xe bên đường cả nhà, anh thợ hồ với anh chủ thầu ở đây móc hai lúa qua rồi mời hai lúa hút điếu thuốc với uống nước trà đá nguyên bình nước phích nước trà đằng đó đó cả nhà đó. Rồi xong rồi thì lúc đó là 5:00 rồi mấy ảnh nghỉ làm ngồi hút thuốc nói chuyện nhau đó, thì móc hai lúa qua ngồi nói chuyện rồi cũng tâm sự đồ cũng khá là nhiều, hỏi thăm sức khỏe đồ với hỏi hai lúa đi làm cái gì đi đâu đó cả nhà. Lúc thì cũng nói là đi hút đinh như lụm dây chai vậy đó. Rồi mấy anh mới hỏi là ăn đâu ngủ đâu, thì lúa nói là đụng đâu ngủ đó, kiếm nhà bỏ hoang hay nghĩa địa gì đó ngủ đó cả nhà. Thì mấy anh nói thôi nếu chưa có cho ngủ thì tối ở đây ngủ đi, rồi coi chừng đồ cho mấy anh luôn. Mấy anh đi về tắm rửa hồi nữa mấy anh mới ra cả nhà. Giờ lúa vô tắm rửa rồi sẽ nấu cơm ăn. Mấy anh thì về nhà được vợ con nấu cơm ăn cả nhà, anh chỉ ra đây ngủ coi chừng thôi. Giờ lúa vô cho bên trong để tắm rồi nấu cơm ăn cả nhà. Giờ cũng 5:30 cả nhà, nguyên cả ngày nay không có nắng, hên là ở đây có được ổ điện cả nhà, lúa đang sạc điện luôn, ở đây có xài điện mà cũng khá là hên, khá là may mắn cả nhà, được có chỗ ngủ an toàn, có được điện sạc nữa cả nhà. Giờ lúa lấy quần áo và tắm rửa cái. Hai lúa mới vừa nấu cơm chín xong cả nhà, thì hôm nay lúa ăn mì tôm làm canh với trứng kho cả nhà. Dưới đây là khô cá lóc với cái này là chua chua, một hũ khô cá lóc nè cả nhà, ăn chưa hết nó còn rất là nhiều luôn, hôm ăn không có nhiều cho cả nhà. Hôm nay hai lúa ăn cơm sớm cả nhà, chứ bữa nay ăn cơm khỏi đốt đèn cả nhà. Ở đây có đèn quá trời luôn, đèn điện sáng trưng rồi. Hai lúa mời cả nhà dùng cơm nha, hai lúa nha. Nấu cơm bị cháy xém nè cả nhà, cơm cháy.
là cá lóc con á cả nhà, kêu là bầy gồng gồng á, với miền Tây kêu là bầy gồng gồng, làm khô đây. Chua hất tóc chưa hết được cả nhà, quên hoài. Hai lúa mới vừa giăng cái giỏng xong cả nhà, ở trong đây có hai cái cây giăng giỏng sẵn, có hàng vừa đúng y luôn, giăng cái giỏng luôn cả nhà. Thì đây là trong một cái căn phòng, có cửa đồ gài là hết trơn luôn cả nhà. Thì xe lúa cũng kéo sát vô bên trong luôn. Quần áo thì phơi ngoài kia cả nhà, giặt sạch sẽ. Nhà tắm thì bên đây đây. Giờ hai lúa lên giỏng để nghỉ ngơi rồi chỉnh sửa video cả nhà. Thì hôm nay hai lúa xin kết thúc hành trình đi bộ siêu việt ngày thứ 70 hút đinh lụm dây chai của hai lúa cả nhà. Cả nhà hãy chia sẻ video của hai lúa để hai lúa tiếp tục hành trình đi bộ siêu việt hút đinh lụm dây chai của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo hai lúa nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye cả nhà.